mấy dịp được như vậy. Có một điều mà người lớn không bao giờ chịu hiểu đấy, là họ chỉ có thể kiểm soát được thời gian sinh hoạt nhiều lắm là lời nói của con mình. Mày cãi cãi ngồi mày banh cái mặt mày đó, chứ làm sao kiểm soát được suy nghĩ và ham muốn hả trời. Mày lén vợ mày, mày đi nhậu hả? Đâu có. Mày uống bia rượu phải không? Rượu bia là xã giao thôi, cũng không có nghiêm trọng như mày nghĩ đâu. Để kể cho nghe, bà nữ bà khó từ trước rồi, cái tánh bà vậy đó, nên bà hận đàn ông. Bây giờ cũng như là cái niềm tin yêu hy vọng của bà. Mẹ đi học mới về. Thằng nào mà vô cua một cái, trời ơi, nước lèo bà đổ từng đầu đổ xuống nha. Ác nữ lý mặt sầu. Mẹ mày, đi mày. Bà vừa chửi mẹ mình. Thưa ngoại, thì mẹ con đi sinh nhật. Sao con đi sinh nhật con không nói mẹ? Tại sao mày để đàn ông ở trong phòng? Chồng là mày chọn, khổ là mày chịu đi. Thằng chó, mày vô gia đình tao, mày hại gia đình tao hả? Thôi nín đi, thằng chồng mày sai rồi mà mình còn binh hả? Cấm thì cấm, yêu là yêu à. Đâu, anh ở lại chờ Nhi. Cái chuyện quen trước đi tính sao? Có những chuyện phải xảy ra nha. Phụng nè, trả lời cho tao biết. Anh muốn đi làm đi mà, ai cản anh được. Vợ anh bẻ cổ cái một. Ở nhà này không ai thay đổi được luật đâu. Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không? Mày thái độ gì vậy? Ê, đừng. Tao nói nó nghe hả? Cái nào đúng tao chứ. Đánh đi. Tao thấy thằng Ngân nó nói đúng. Người ta cũng đẹp trai, mày cho nó quen đi. Tuổi trẻ mà ai không trải qua năm ba mối tình. Có hẳn hai con đường để cho mày lựa chọn. Mày muốn tao làm cái gì cho mày nữa? Con thà thất bại trong ước mơ của con còn hơn là thành công trong ước mơ của mẹ. Yêu được không? Cái gì? Bà con ta than phiền quá trời. Biết rồi, để nói nhỏ. Nói vậy là nói nhỏ.